anh đánh gì đó là một năm cho em hỏi là doanh thu á nó khoảng bao nhiêu? Nếu một năm nếu mà làm khá khá thì năm có thể chi ra hết còn dư khoảng 200 ngoài là giỏi ha. Rồi, với bà cậu Hương. Bà cậu Hương. Còn Hương thì trăm ngoài. Thường thường thì tâm vài. Dạ. Xin chào quý khán giả. Clip trước là Từ Siêu có quay xuồng cá nhái của anh Tâm đã giao về Phú Viên rồi. Bây giờ phía sau lưng là sẽ giao về Bình Định. Từ Siêu mời quý vị vô chi tiết nha. Mình đang có mặt tại Mỹ Tân, Ninh Thuận. Đi theo Từ Siêu nha. Cũng có duyên với anh Tâm lắm quý vị. Clip trước là mình đã quay rất là thành công rồi. Anh Tâm, chào khán giả nha. Chào bà con nha. Dạ. Anh Tâm ơi, ở đây là mình đang làm cái gì anh Tâm? Làm cái cabin. Cabin để mà đẩy cái máy hả? Để đẩy cái máy. Dạ. Cái này là bằng keo composite nè. Rồi cái sườn là bằng cây. Cái này cái sao nè ta. Cái sao á. Sao? Sao hết một mặt sao hết chứ. Dạ. Sao vậy? Để mài được. Được. Anh Tâm ơi, bây giờ dạ. Chúng ta nói cái phần này cho khán giả biết nè. Về phần keo á, là nhắc lại luôn đi, nó dày nhiêu lớp? Ở dưới mê là 10 lớp. Mê 10 lớp ha. Trên này là 9 lớp, đây là 7 lớp. Dạ. Rồi dưới đây là anh sơn ba cái sơn chống hà đúng không? Sơn chống hà. Ờ. Còn mình xích là phải có sơn chống hà. Lưng đụng là có ốp inox luôn nè. Đẹp quá. Mê ha. Nay gió quá. Gió quá. Dạ. Rồi trước gió kinh quá. Mấy bữa em mà hôm nay gió quá. Dạ. Xuồng cá nhái quý vị ơi. Đây anh chủ. Dạ. Ủa anh gì là mình ở huyện nào ở Bình Định vậy anh? Phùng Mỹ. Huyện Phùng Mỹ ha. Thì ở đây là vô vệ sinh tiếp nữa. Chuẩn bị sơn ha. Đó, sơn máy. Anh Tâm, hôm nay nói cho khán giả biết rồi. Thôi được hả? Cái máy này nhắc lại đi. Máy này là nhiêu ta? Máy này là máy Isuzu 93. Isuzu 93. 100 ngựa đó. Dạ. Còn cái phần dòng tua của nó nhiêu nhớ không? 3.600 đến 4.000. Rồi hộp số. Hộp số thì đằng này nó chẹp số 2 tua. Hộp số này là của Sài Gòn á hả? Ừ, còn hôm bữa thì con kia thì chẹp số 2 tua 3. Đây là xài bơm gây là inox ha. Bơm 50. Về phần láp này là nhiêu anh Tâm? Láp là láp 25. Cũng là lắp 25 thôi. Dạ. Lắp 28 cũng được thôi mà điều chạy nó không có đạt. Dạ. Cho nên mình chạy lắp 25 nhưng mà lắp nhật. Dạ. Cái xuồng này lúc trước là quay nhìn tốc độ dữ dằn thiệt. Nó lướt sóng á anh Tâm. Hay. Nói thật chứ bữa hổm là tâm sự 9 năm trong nghề hả? 9 năm. Phải nói là thời gian dài ha. Kích thước á anh Tâm, chiếc này nó 2 mét mấy vậy anh Tâm? Bề ngang á. 2m5. Dạ dạ. Tùy theo khách à. Dạ. Anh thì thích 2m1, 2m2, 2m5, 2m9 rồi đó. Tùy theo khách ha. Tùy theo khách à. Ủa vậy là cái phần này chân vịt đâu? Chân vịt là mình chuẩn bị ráp. Chuẩn bị thôi ha. Chuẩn bị ráp. Vịt nó nhiêu ta? Có đây. Thằng này nó chạy 50. 50 ha. Ừ. 50. Ồ bánh lái này là hạ lên hạ xuống nè. Sau này chọn cái lỗ tròn, lúc trước là cái lỗ đúng rồi. Kia. Thì theo anh nó cũng vẫn vậy thôi à. Tùy theo chủ ha. Tùy theo. Lái ăn lắm nghe quý vị. Pin hả? Đẹp quá. Cái mẫu này em thấy bữa hổm chạy là em lạnh xương sống. Quá, nhảy sống, tốc độ. Chiếc này xuống chạy hơn chứ không bữa. Ủa anh vậy là sao mà cái phần bô này nè mình không xài cái ống inox mà thẳng ra sao luôn, mình phải xài cái khúc này. Cái này mình bỏ inox vô là nó rung nó sẽ gãy. Nên mình xài cái ống dẻo này cho nó hay ha. Cho nó khỏi gãy. Dẻo ha. Dẻo. Này chịu nhiệt tốt. Này là xài nước. Xài nước luôn hả? Giải đây nhiệt là, luôn á. Đây là khói, đây là nước. Dạ. Giải nhiệt. Hay. Cái máy này hàng
nghĩa địa. Ủa nếu như mà khách á họ có máy rồi sao? Thì mình nhận cái vỏ không? Dạ. Mình sẽ ráp cho khách. Tính ra cái vỏ này á, anh lãnh giá bao nhiêu? Nếu mà hoàn hảo hết luôn, dạ, của lái chai này kia nọ với up inox luôn là 74 triệu. 74 triệu. Ừ. Cái vỏ không? Cái vỏ không. Rồi máy nguyên bộ gì nè? Máy là nguyên bộ là bên cơ khí họ nhận là 20 mấy triệu nữa. Dạ. Nói chung là tổng thể là bao nhiêu tiền? Nói chung hết một chiếc xuồng là cũng xong xả hết bộ bình điện này kia nọ rồi hết luôn cũng 150 đó. 150 ha. Ừ. Vậy là anh lãnh 150 ha. Nói chung là lãnh bao trọn cho khách luôn là nào vợt và dạ, chỉ rồi hết luôn. Vợt đây hả? Ừ, vợt đó. Hay gì ta? Vợt chỉ đầy đủ. Đen. Vậy là vợt đây là anh giao cho bên đây là mấy cái vợt anh Tâm? Được. Mấy cái vợt? À, một chiếc là 2 cây vợt. Một chiếc là 2 cây vợt ha. 2 cây vợt. Ồ. Với một cái chỉ. Này này tự thiết kế luôn hả? Hay là mình, sao? Mình tự thiết kế chứ. Do kinh nghiệm của mình ha. Làm lâu rồi đó. Ờ. Cái này là có hai mắt nha quý vị. Nè. Thấy không? Cái phần bên ngoài thì cho nó nhẹ một xíu. Này là phần này chịu lực nè đúng không? Chịu lực á, đúng rồi. Đó, chịu lực nè. Ừ. Đó. Này là trong trong nghề cái kinh nghiệm á biết bao nhiêu rồi đó mới biết. Đó. Ủa còn chĩa nó đâu? Anh cho coi chĩa luôn được không? Là lấy chĩa luôn đi anh. Chuẩn bị dao. Là chĩa là một chiếc là 2 cây luôn hả? Một chiếc 1 cây. À, chiếc 1 cây ha. Trước kia là wow, xài chiếc 2 cây lận nhưng mà giờ. Wow. Mũi chĩa này dữ à. Ồ, này kết hợp với tre nha quý vị. Đó. Wow, này là tự thiết kế. Wow, 5 ngạnh luôn hả? Ồ, hay ha. Này là chính giữa nhọn. Bén nha. Bén nha. Dưới. Này là chĩa mấy con cá như xanh xương, cá lạc. Đó. Còn vớt nhiều khi là vớt mực à. Đó, chĩa mực nói chung gì là xài inox hết. Ủa vợt này cỡ nhiêu mét ta anh Tâm? 3 mét. 3 mét ha. Đó, vậy là chiều nay sơn luôn hả? Chiều nay sơn máy luôn. Ừ. Ở đây là xài chế không mà quý vị ơi, nói chung là đồ này đồ chế mọi thứ đều phải cho nó nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cái phần nền máy thì chưa có xiết tán ha. Đó, xuống nước chạy rồi mày mới xiết. Dạ. Thì gá nữa thôi. Clip trước em quay anh đó, khán giả nói là chiếc này đem về Kiên Giang mà đi xúc mực là dữ luôn á, nó chạy tốc độ đảo. Nhưng mà cái phần chỗ ngủ á thì chắc họ phải thiết kế lại. Tại vì cái này là ngủ phải nâng cái cao lên ha, nâng cao lên chút xíu. Đó, tới đó đó. Nói chung là cũng tùy theo địa phương à. Dạ. Ví dụ khách yêu cầu sao thì mình chỉ làm như vậy. Dạ. Nhưng ở ngoài này là khách ta không có cần cái chỗ ngủ. Dạ. Cái nghề này nghề linh động mà nếu dạ, nóng cái chỗ ngủ thì nó chật chội quá. Dạ. Ở đây xài đầu đặt không ha? Cái cần này nè. Sao mà anh không xài bọng ta, xài đặt luôn hả? Xài đặt luôn chứ, bọng là nó thì gãy yếu công. Vậy ha. Đó là chân ga. Đây là chân ga nha. Ngồi đạp. Đây chìa khóa đề nè. Bên kia là tắt máy đó, tắt đèn là tắt máy đó. Cáp này nhiêu ly ta, nhắc lại cho ta? 6 ly. Ờ, cáp 6 ly ha. Còn cái chân ga là nhiêu ly? Cái ga là 5 ly. 5 ly ha. 4 ly. 4 ly chứ, ừ. 4 ly. Rồi dây gân này là khi mình muốn mà lái. Bánh lái á. Lái. Là dở lên, mình chạy gắn vô đây. Ờ, đúng. Bỏ xuống. Nè. Ừ. Rồi bánh lái đằng đó xuống rồi đó. Đó, hay. Đó, giờ lên. Hết chạy thì vô bờ thì mình dỡ lên. Rồi, hiểu rồi. Nói chung là mình thấy vậy hay thì mình sẽ hỏi anh Tâm đó, để cho những người không biết người ta cũng xem để mà tìm hiểu á. Nói chung thợ này làm là cũng chất lượng lắm. Em mới biết anh đây mấy tháng nay thôi. Nhưng mà em thấy anh làm khá là quyết tâm với nghề. Tối còn làm vụ kia nữa. Dài chai lưu ghiêu nữa phải không? Thôi chứ. Tối nào cũng vậy ha. Mệt mỏi đâu, mình phải giải mỏi chứ. Ờ, tâm sự. Đó. Mũi nè, tốc độ lắm nha quý vị. Nhảy sóng là khỏi chê luôn đó. Mũi này là mới chạy nha. Inox là nó dày nhiêu quên này? 1.5 ly. Ờ, 1.5 ly đó.
Cái rưỡi ly hai. Ừ. Ủa đóng cho người ta rồi chừng nào đóng cho mình? Chứ cho mình là mình cứ đóng kế tiếp vậy, nhưng mà chiếc này cũng là của mình, nhưng mà anh em trong nghề người ta kêu thôi người ta buông đó, mình để lại cho người ta. À. Mình đóng chiếc khác. Rồi mình chiếc kia. Rồi hiện giờ có khách đặt không? Giờ mình còn 3 khách nữa. 3 khách nữa hả? Ở tỉnh nào tỉnh nào? Khánh Hòa và đảo Lý Sơn. Khánh Hòa đảo Lý Sơn nha. Hiện giờ xong rồi quý vị ơi. Đang chờ ông thầy lại rồi cúng cho xe cẩu cẩu xuống luôn hạ thủy. Hôm nay anh chủ là chọn cái ngày mùng 6 đó, mùng 6 tháng 5 âm lịch hạ thủy. Chân vịt đó thì anh Tâm anh đang sửa rồi, bây giờ mình lại mình xem nữa nha. Anh Tâm này anh đập dữ lắm đó, nhắm nhắm kìa, hay lắm à. Ngưng ngưng lại chút xíu anh, này là bao nhiêu anh? Cánh này cũng là 48 à. 48 ha. Thiếu nước cho nên mình lấy nước mình chạy đỡ ha, để coi tốc độ bao nhiêu ha. Nó chưa có đạt tiêu chuẩn gì mấy. Dạ. Mình phải lấy nước thêm chạy đỡ rồi chờ hãng nó đúc cánh 5 tấc 2. Dạ. Đúng tầm của nó. Cánh này thì anh em đi bị tuôn lố. Ừ. Thì sự cố giờ mình khắc phục lại cho anh em. Dạ. Dinh. Ừ. Vậy là chúng ta mình gắn nghe chân vịt này phải không? Cái này. Ừ, cái này nhiêu quên rồi. 4.8. 4.8 hả? Ủa hồi sao anh nói hôm qua là 5 tấc? 4.8 5 tấc là thằng 93 nó chạy từ 4.8 đến 5 tấc. À. Còn thằng 95 nó chạy từ 5 tấc đến 5 tấc 2. Rồi rồi. Ừ, nhắm bằng mắt không ha. Rồi, nghe ngon. Hay à. Im phải không? Có gì vậy cho các bạn ơi. Im phải không? Ok ha. Thầy sửa chân vịt đó. Con đĩa đâu, con đĩa đâu? Con đĩa đưa, bữa đưa cho em ba con đó. Đánh, sao mà anh cục kiểu gì ngộ vậy? Sao không cục vô cái này của người ta? Ý là... Chào khán giả nè, ý là mình cục vậy á. À. Là lỡ mà nó có mấy... cái neo đó là nó dễ ăn rồi đó, một khi là liền cái neo xuống á rồi là cái thằng này nó kéo, là cái thằng này nó xuống luôn à. Đó là nó ăn nè. Rồi còn lỡ nó có mấy đèn á làm mình qua cái thằng này vô mình giật nó bứt cái thằng này. Rồi nó bứt cái thằng này thì tức thì nó xách cái neo đây lên vậy. Rồi đó là nó lỏng, nó không mất cái neo. Ừ. À, ok hiểu rồi đó. Tính ra cái mèo đơn giản vậy đó nhưng mà giúp cho chúng ta giữ được cái neo hay ha, không mất cái neo. Tụi mấy kia ra con, leo lên lũng cốc hết. Chờ một xíu nha quý vị ơi. Chút nữa sẽ chạy thử cái đo hải lý nha. Hai cái hộc. Một bên là để dầu. Một bên để mấy cái bình ắc quy. Đó, neo sẽ để phía sau lái. Ủa rồi mua dầu chưa? Mua rồi phải không? Ừ. Trong xuồng hoàn toàn là inox không? Không dạ. Có gì sắt hết. Có, chân nền anh. Quên phải không? À quên chân nền. Chân nền mà. Ừ. Chân nền mà sắt. Đi với cái máy. Máy hộp số. Đó. Mấy phụ kiện này là toàn bộ inox hết trơn nha quý vị. Mọi thứ rất là chỉnh chu. Để neo đây ha. Để neo đó. À. Ừ. Tức là để neo đó. Rồi không nịch lại ta, nịch lại đi chứ hơi chạy lắc á, nó quơ á. Hơi chạy tốc độ lắm. À không lắc được. Không đâu hả? Không lắc được. Im ha. Bữa nào cho xin đi theo chiếc ghe để quay cảnh đánh bắt ha. Ok ok. Đánh lưới cái gì? Bắn lưới. Lưới ha. Đánh lưới. Tánh nhiều nghề lắm, thợ mộc luôn. Dạ, cảm ơn anh. Phá 17 con. Sơn đẹp quá. Này sơn mấy lớp vậy? 3 lớp. Anh Tâm là sơn 3 lớp ha. Ừ. Có phủ nước bóng ở trên nữa phải không anh?
ngon. Hai lớp nước bóng. Ừ. Isuzu 93. Hộp số 2 tua. Bà thử để thích cá nhái. Anh Tâm là nghề thích cá nhái đó quý vị. Bữa nay ông thầy là xài giờ dây thun nha. Xe cẩu đến trước rồi đó, 10 giờ nghe anh. Đó, cái bát. Nèo, gắn lên đó. Này con vít là cái mũi bóng vít. Vít 6 giây, 2 giờ 3, đầu vít giây 3, mới nữa. Bắn đi rồi. Mày lại. Đi thì nào con. Im chưa? Đó. Quá im luôn. Con biết không? Bác mới để cho đây đúng không? Ở đây là tôi để cây neo phía sau. Đó, thấy chỉ không? Đưa điện đưa vô luôn, tôi cầm trong ven chứ gặp các cờ tôi để chứ. Các cờ là để liền ha. Để liền. Các cờ 70 kg là gặp nó là lụm nó liền. Lụm liền. Cá đuối nạn ha. 3 mét mà anh. 3 mét. Rỡ. Chữ dằn ha. Chỉa đúng luôn. Gặp nó là chỉa rồi giật này vớt. Vớt một lá. Thấy không? Vớt bực lá ha. Bực lá. Ừ. Đây luôn bạn. Đây. Ơi, bỏ vô luôn. Còn ngày xúc mực ở dưới thì cái vợt nó cũng cỡ này nè, nhưng mà cái là nó làm nhẹ lắm anh, cái này là hơi nặng, làm nhẹ để cầm ngoài đó. Anh này cũng bên xuồng cá nhái nè, chút nữa đu luôn ha. Xuồng nằm ở Thái An rồi, bây giờ lấy xuồng không được anh ơi. Vậy hả? Thái An xa lắm. Dạ. Yeah. Anh Tâm anh đang xịt dầu để cho máy nó không có xét nha, bảo vệ. Anh này anh kỹ lắm. Đồ đạc giao đến khách hàng là phải kỹ lưỡng mới được nha quý vị. Đó. Anh này là cũng chủ xuồng cá nhái nè. Anh ơi cho em hỏi một chút á, nếu mà mình đi săn gì đó là một đêm nó khoảng nhiêu dầu anh? Nếu mà đi xuồng như vậy thì đi đêm chắc khoảng 400-500 ngàn tiền dầu. Dạ. Vì đêm từ sẵn tới sáng luôn á. Dạ. Rồi mình đi săn gì đó là mỗi một đêm gì đó, nếu mà bà cậu độ là chúng là khoảng bao nhiêu ký anh? Nếu cá mà nhái anh. Thường cá nhái thì chắc cũng từ một tạ đổ xuống. Dạ. Nếu mà có dây dày nó tạ hoài có. Dạ. Trong ngoài ký. Dạ. Hay ha. Ừ. Rồi lúc trước giờ á anh đánh gì đó là một năm cho em hỏi là doanh thu á nó khoảng bao nhiêu? Nếu một năm nếu mà làm khá thì năm có thể chi ra hết, còn dư khoảng 200 ngoài là giỏi ha. Rồi, với bà cậu thương. Bà cậu thương. Dạ. Còn bình thường thì trăm ngoài. Thường thì tâm vài. Dạ. Rồi. Cũng cảm ơn anh nha. Rồi. Chút nữa đua không? Chút nữa lấy xuồng đua. Xuồng nằm ở Vĩnh Hy rồi. Vĩnh Hy xa. Dạ. Ủa gì là đó mình gửi ta hay là mình có thuê bãi đậu gì không? Mình gửi cái đó chứ. Dạ. Lúc đầu Bình Định nè. Bình Định. Hiện giờ thầy Bảy đã đến. Thôn gì vậy? Thôn Xuân Bình, xã Mê An. Thôn Bình. Thôn Xuân Bình. Xuân Bình nè. Chuẩn bị cúng kiến nha quý vị. Này gió. Mỗi vùng mỗi khác. Đó, mỗi vùng mỗi khác thì cuộc sống mà nói chung là không ai giống ai hết trơn, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Thầy Bảy năm nay chắc 6 mấy hả thầy Bảy? Hả? Thầy Bảy năm nay 6 mấy hả? 60. 60 ha. Dạ, 60 tuổi vì. Từ Siêu đi nhiều nơi, học được nhiều cái mới. Thì quý vị xem clip của Từ Siêu thì cũng sẽ hiểu biết được nhiều thứ hơn. Những người đã biết rồi thì mình không có nói nha. Nếu mà đem chiếc xuồng này về Kiên Giang mà đi săn cá nhái là đúng bài, vớt mực này nọ các kiểu, mình thấy cũng hay đó quý vị. Đảo rất là nhanh nha, tốc độ. Kim vị tín chủ trụ vị vì phần hương thiết niệm thượng hương chăm ma tấu thiết lệ thị lâm tứ bái. Khở lễ phổ quang hoàng thiên thu Phật tu Phật thầy tam thập giáp tiền đệ tử cầu nguyện với chúng ô chuồng tín chủ hồ thanh hà phong từ phần cảm tố đại việt nam quốc ninh thuần tình ninh ái hiền thanh hai xã mỹ tân hai thôn tài cầm tiên chủ hồ thanh phong dị thập tam thập nhị niên sinh năm quý dầu cư ngụ bình đinh tính phù mỹ hiền mỹ an xã xuân bình thôn rồi xong. Vậy là xong phải không Bảy? Xong rồi, xong rồi. Dạ, cảm ơn ông Bảy nha. Dạ, dạ. Lần đầu tiên con cũng mới biết. Dạ. Ông Bảy cũng lúc trước giờ là nhiều ghe. Rất là nhiều ha. Dạ. Xong rồi đó. Rồi, xe cẩu chuẩn bị. Rồi, đốt với dân bạc đó ha. Dạ. Đang cẩu ga nha quý vị. Cẩu ga. Này gió quá. Ơi 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 ơi. Kỹ kỹ xíu cái lắp. Từ Siêu cảm thấy là anh em ở đây á tiếp đãi Từ Siêu quá nhiệt tình. Hạ thủy là phải vô vài ngụm được. Chúc cho anh Tâm sức khỏe thật nhiều để cống hiến cho xã hội những gì tốt đẹp nhất, mang đến cho xã hội một cái gì đó tốt hơn về xuồng cá nhái nữa. Chúc anh sức khỏe nha. Ở đây có anh bạn xuồng cá nhái nữa nè. Ảnh cũng có nuôi lồng bè nữa. Mai mốt là mình sẽ xin ra lồng bè của ảnh để tham quan nuôi mực luôn. Đó. Hôm nay gió quá mình không có quay trên không được nha. Lên. Rồi hạ thủy nha. Lại cảng nha quý vị. Lại cảng. Xuồng cá nhái. Từ Siêu sẽ gắng cố gắng quay những gì mới mẻ cho quý vị xem. Thì mỗi ngành nghề đều có cái hay riêng hết trơn á.
xuồng cá nhái, tên gọi của trong ngành nghề người ta đặt á. Lại tới cảng thả nó xuống. Đuôi tôm thì là dỡ lên dỡ xuống được đó. Này là toàn bộ là chế hết nha quý vị, không có trong cái khuôn khổ nào hết á, chế. Nếu ai mà muốn đóng á, thì cứ gọi cho anh Tâm nha, số điện thoại trên màn hình á. Cái vỏ là cây kết hợp với composite. Lúc trước là có cái vỏ nhôm, nhưng mà vỏ nhôm á, thời gian nó sẽ bị nước biển làm oxy hóa, rồi cho nên sẽ lắp keo lại. Cái này là cây với composite. Cây composite nó đầm hơn, tuy rằng nó tốc độ nó không bằng cái xuồng nhôm, nhưng mà về phần cái độ đầm chắc á, nó sẽ êm hơn xuồng nhôm. Mẫu này là nâng cấp 2024 rồi đó, do anh Tâm suy nghĩ ra. Xuống xuống xuống. Hạ thủy. Quý vị hãy chờ xem nha, để xem em nó chạy thử được bao nhiêu hải lý. Từ Siêu sẽ gắng cố gắng. Cân chỉnh gì lại nha quý vị, đảo một vòng xong cái là mới siết con tán định máy lại đó. Kéo dây lên. Đài máy đi. Ơi. Vô đâu từ từ. Hiện giờ cân chỉnh đã xong thì anh Tâm cho chạy thử nha. Wow. Wow. Quá. Mẫu xuồng cá nhái này thiết kế là để chạy tốc độ săn cá ở trên biển. Quý vị mà muốn đặt á, thì cứ gọi số điện thoại trên màn hình á, gọi cho ảnh. Quá đẹp quý vị ơi,
cảnh này. Test kỹ lưỡng đàng hoàng. Nếu mà quý vị muốn đóng thì cứ gọi cho anh Tâm nha. Gió quá, nói chung là phải kỹ lưỡng nha quý vị ơi. Kiểm tra kỹ lưỡng này nọ để bàn giao cho ảnh. Cái nghề này là phải tốc độ như đó. Ghê không? Đó, tốc độ như mới đã chứ. Ô, quá phê quý vị ơi, quá phê. Ô, đẹp quá. Đẹp quá. Wow, wow. Hay quá anh Tâm ơi. Quá đỉnh. Wow. Nếu mà quý vị muốn đóng thì cứ gọi cho anh Tâm nha. Số điện thoại trên màn hình á, gọi cho ảnh. Thầy dữ lắm à. Giờ chạy vô nha quý vị. Xong rồi đó. Từ Siêu thì làm clip chỉ có một mình thôi, cho nên nó là chỉ quay được bao nhiêu thôi. Quý vị xem cũng thông cảm nha. Rồi chạy vô nha. Giờ đạt rồi đó. Hồi nãy đo được là 19 lý mấy đó. Giờ chạy vô. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Your mouth.
get my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.